Dạ, đội hiệp sĩ Vĩnh Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Dạ, trong những ngày vừa qua và đã rất nhiều các anh, các chị, các cô chú ở tất cả tỉnh rất xa về đây báo tin để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Đặc biệt là sáng hôm nay anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục có tiếp nhận là một thông tin là một em trai hiện nay đang sinh sống ở một tỉnh rất xa về đây báo tin để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin để tìm người thân của mình. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Đó, xin chào em trai nhé. Em có thể em giới thiệu em họ tên là gì? Em là tên là Phạm Văn Nghị. Phạm Văn Nghị ha. Dạ. Nghị đúng không? Dạ. Nghị nhiêu tuổi đây em? Dạ, năm nay em 31 tuổi. 31 tuổi ha. Em nguyên quán ở đâu? Nguyên quán em là An Giang, Phú Tân, An Giang. Ở Phú Tân, An Giang. Vâng. Ô xa vậy hả? Em cho anh hỏi là hôm nay em về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương giúp gì đấy? Dạ, em cần nhờ anh chị là giúp tìm vợ và con em về. Ô, tìm vợ và con ha. Dạ. Em cho anh biết là vợ em họ tên là gì? Dạ, em tên là Huỳnh Thị Bảo Yến. Huỳnh Sinh năm 1991. Sinh năm 1991. Dạ. Vợ anh nguyên quán ở đâu? Nguyên quán cũng An Giang luôn. An Giang luôn hả? Dạ. Hai vợ chồng em có cưới như nhau không? Dạ có ạ. Đăng ký không? Dạ có đăng ký. Mình quen vợ lâu chưa? Dạ em cưới vợ tới năm nay là 14 năm. 14 năm? Vâng. Ồ, lấy vợ sớm dữ vậy hả? Dạ. Em được mấy người con rồi? Dạ được hai ạ. À. Hai à. Bé này bé gái, còn trên là trai gái? Trên là trai. Trai à. Bé trai nhiêu tuổi rồi? Bé trai 13 tuổi, đang ở với em. Em cho anh hỏi là vợ và con em đi đâu mà hôm nay em phải về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm vợ và con? Dạ là vợ chồng có xích mích, có kiểu như cãi vã nhẹ thôi, nhưng mà vợ em nó buồn quá thì nó nghĩ quẩn, nó bỏ nhà đi á. Em cho anh hỏi này. Dạ. Kinh tế gia đình mình ổn không? Dạ kinh tế ổn, hiện tại đang ổn. Ổn á. Hai vợ chồng em trước đây đang làm công việc gì, vợ ở đâu? Em kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ ở gần chợ thôi. Còn vợ em? Nó cũng vậy. Hai vợ chồng làm gọi là bán quán, gọi là bán hàng ha. Bán hàng tạp hóa. Ồ, vậy chắc cũng ổn mà. Dạ. Vợ và con của em đi bỏ nhà đi lâu chưa? Dạ đi từ ngày 8 tháng 10 tới giờ. 8 tháng 10? Dạ. Ngày này ngày thứ 4? Dạ. Đúng không? Dạ đúng. Trước rồi. Khi vợ em bỏ nhà đi là có báo tin cho em là vợ sẽ bỏ chồng, bỏ gia đình đi không? Dạ có, là nó đi nó bỏ lại chiếc nhẫn cưới với dòng tờ giấy và mấy dòng chữ. Chết tôi rồi, giấy viết chữ gì? Dạ ghi mình dừng lại đây anh nhé, đi tới đây thôi anh nhé, mình dừng lại. Kêu em là gán lo cho con lớn. Còn nó vợ em thì sẽ cố gắng lo cho thật cho tốt cho con bé nhỏ. Em cho anh hỏi là trước đây hai vợ chồng em có thường xuyên cãi lộn nhau hoặc đánh nhau không? Dạ không. Không hề có đánh nhau luôn. Không hề luôn. Mình đi làm về hai vợ chồng làm chung là tiền ai quản lý? Tiền vợ em quản lý hết. Vợ quản lý hết. Dạ. Thế trước khi cái ngày vợ bỏ đi là vợ có giận dỗi gì không mà tự nhiên lại vợ lại ghi những dòng tâm tư? Kiểu như em cảm nhận là nó vợ em nó không còn thương em nữa. Rồi em giải thích tối nằm ngủ em giải nói chuyện giải thích cho nó nghe á. Rồi không, nó nghe nhưng mà nó không hiểu ý của em. Rồi nó lại buồn, mình kiếm chuyện nó nữa. Là từ đó giờ kiểu như đó giờ bất kể có chuyện gì xảy ra em cũng không có dành phần thắng về mình đâu. Em nhận lỗi về mình hết. Bất kể nó có sai chăng nữa em cũng chủ động xin lỗi nó. Em thương dữ lắm luôn. Nhưng mà đùng một cái đi ngang làm mọi thứ trong nhà em đảo lộn, cuộc sống đảo lộn lên hết rồi. Em giờ hết biết cách rồi. Hàng đêm em khó ngủ. Ăn uống không được. Vậy là vợ em cảm giác được, em cảm nhận được vợ trong thời gian gần đây là vợ không còn tình cảm với em như trước đây nữa. Vì vậy nên em đang nghi ngờ là sợ vợ có vấn đề gì đó. Vì vậy đêm là em tâm sự với vợ, là nói với vợ để cho vợ nghe được, vợ hiểu được là em rất yêu vợ. Đúng không? Và đúng, ngày hôm sau là vợ bỏ đi luôn, vợ hiểu lầm, vợ bỏ đi luôn. Trước khi vợ đi là có đem theo tài sản đi đi không? Chỉ có đi khi đi là đi bằng xe máy Vision màu đỏ, biển số 61G1-63666. 61G1? Dạ. 63666. 666. Ô, biển số xe đẹp dữ vậy hả? Rồi tài sản thì tiền lương em đang đi làm bên ngoài á, đi làm thêm bên ngoài, tiền lương mang về em đưa cho nó hết. Rồi nó cũng lấy đi luôn, cái tiền bán hàng gom lại gần tới tiền nhà cũng gom lấy đi hết luôn rồi. Khoảng nhiêu tiền nữa em? Tầm khoảng 20-30 triệu gì á. Vợ con đồng nào cầm đi hết rồi? Dạ. Đến giờ phút này em có tiền không? Giờ em không có tiền. Chết rồi. Vậy là từ hôm vợ bỏ đi đến giờ phút này vợ có nhắn tin cho em hoặc có gọi điện về nhà không? Dạ không, tất cả các cứ mọi thông tin liên lạc đều chặn hết, khóa hết. Gọi điện thoại thì thuê bao, Facebook, Zalo, TikTok thì không online.
Em nhắn tin vô đó em nói chuyện này kia rất là nhỏ nhẹ luôn. Em khuyên can thôi về đi. Hoặc là muốn cái gì thì về vợ chồng giải quyết, nói chuyện hoặc giải quyết với nhau. Chứ đừng đi ngang như vậy không có xoay sở được gì hết, không làm được gì hết. Em cho anh biết này. Dạ. Gia đình vợ em ấy, có biết cái chuyện này không? Dạ biết. Ba mẹ vợ có khuyên can gì em không? Thì khuyên can em là thôi bỏ nó đi, để cho đi đi. Nhưng mà em vẫn thương anh đó, kiểu gì tình cảm vợ chồng cũng mười mấy năm rồi, hết tình cũng còn nghĩa. Mà đùng cái nó bỏ đi, nó không có một lời nói nào, cũng chẳng hề quan tâm tới con cái như thế nào. Ông bây giờ ông già vợ thì bệnh nằm ở tại nhà luôn, ở nhà để em tự lo, cũng chẳng nói ngoài tới luôn. Còn tiệm thì bây giờ là em chuẩn bị em sang lỗ hết rồi. Sao ông bán hàng có sang chi vậy? Sang lại cho, để lại cho thằng em ruột của ông vợ em á. Sao mình để mình bán thì mình kiếm sống? Em nếu mà bán buôn á thì phải có người làm trong, người làm ngoài mới sống nổi. Mới có dư được. Chứ còn bây giờ một mình thân mình em cũng không có thời gian đi lấy hàng. Mà bán buôn cũng được, nhiều trăm con nữa. Người con của em hiện nay là có biết mẹ bỏ đi không? Dạ biết. Theo em bây giờ em đang nghi ngờ là vợ em bỏ đi theo người đàn ông khác, hay là vợ em giận em tự dưng bỏ đi một cách bất thường? Cái vợ anh có giận, nhưng mà là chỉ là chủ yếu là buồn thôi, là buồn là đó vợ anh đòi ly hôn biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà anh điều khiển em cản lại. Sao vợ em để sống em lại cứ đòi ly hôn? Thì cái đó em cũng không hiểu nữa. Nó cứ luôn miệng là nó hết yêu thương em rồi. Nhưng mà thôi, vợ chồng sống mười mấy năm rồi chứ không phải ít, phải chỉ 2-3 năm thì em cũng tức. Còn lần này có hai mặt con lớn hết rồi, lần này nó đi ngang ôm con dẫn con đi, em cũng thương bé nữa. Chứ bây giờ em gặp mấy đứa nào mà con gái mà nó cỡ trạc tuổi thằng em, em khóc lắm luôn. Bây giờ là quan trọng nhất là thương con. Vậy là anh nói thật là vợ em trong thời gian vừa qua có thể là âm thầm yêu ai đó rồi. Cái đó cũng có khả năng thôi. Chứ không có lý do gì mà vợ tự dưng mà ôm con đi hết. Dạ, nhưng mà cái đó chuyện sau này chắc chắn sẽ có rồi. Bây giờ nó bỏ đi không còn thông tin gì nữa, em chỉ cần muốn tìm về để nói chuyện thôi. Một là em khuyên can được thì em cố gắng, em khuyên là vợ chồng sống nhau làm lại từ đầu. Này thua rồi, này là vợ có thể là cố tình rồi em ơi. Dạ nó cố tình mà, chứ là em biết bao nhiêu lần rồi, nó đòi ly hôn trong im đềm á. Nó tự dưng không có chuyện gì hết chứ mà đòi ly hôn mà em đâu có chấp nhận được. Tự dưng không có chuyện gì luôn. Dạ. Em cho anh hỏi một câu chuyện tế nhị này. Dạ. Hàng đêm là hàng ngày là hai vợ chồng đi làm việc rồi, nhưng mà đêm về ngủ chung không? Dạ ngủ chung. Mình thấy cái tình cảm vợ nó dành cho mình những ngày gần đây á, thì đó, kiểu như cái cảm giác của nó thì chắc có lẽ là không có, nhưng mà nó vẫn bình thường, vẫn chiều chuộng bình thường, vẫn ôm hôn hết này kia bình thường. Gọi là giả bộ thôi đúng không? Cái đó em cũng không biết nữa, em không rõ nữa. Mà chắc là cũng vậy. Tại vì hôm chủ nhật, hôm vừa rồi nó ngày đó nó đi á, thì sáng hôm đó em cũng biết là hôm qua em có nói này kia đồ, sợ là mình làm tổn thương đó. Cho nên em cũng cố tình em lại em ôm, em hôn môi. Rồi nó cũng đáp lại gì thôi, em nghĩ là chuyện bình thường qua rồi. Cái em đi công việc một chút xíu, em khoảng 2 tiếng sau em về là em đi rồi. Về là vào dọn đi luôn. Dạ, nó chỉ gom có mấy bộ đồ thôi. Thế là về viết lại mấy dòng chữ đấy. Dạ. Mấy dòng chữ này theo em nhìn nhận là viết trước hay rồi, hay là hôm đó là nó viết một? Hôm đó viết. Viết ngày hôm đó. Để đâu rồi mày? Em về đâu phát hiện được? Tại vì cái em để trong cái hộp tủ á, bình thường là đó giờ em không ít có kéo cái hộp tủ đó ra lắm. Nhưng mà em về không thấy vợ em đâu thì em hỏi con em á, mẹ đâu rồi? Con trả lời là mẹ chở em đi chơi rồi. Ủa nhà bình thường đó về chủ nhật ở nhà bán, buổi sáng bán còn buổi chiều cũng đi đâu chơi cũng phải nói một tiếng chứ. Em thấy cảm giác là không ổn, cho nên em mới gọi Zalo, Facebook, điện thoại kia gọi em khóa hết rồi. Cái giác quan của em nghe em thấy hơi lạ, tự nhiên em đứng dậy em đi vô, em kéo thẳng hộp thủ cái tủ ra luôn, là em thấy chiếc nhẫn với dòng chữ đó. Vợ để lại nhẫn luôn. Dạ. Để lại đem cưới ở nhà và ghi những dòng chữ tâm tư như vậy. Đến giờ phút này anh nói thật là vợ em này có thể là suy nghĩ kỹ rồi. Dạ đúng. Suy nghĩ có thể là trong những ngày qua giờ mới quyết định một cách như vậy, chứ không phải tự dưng đâu em đó. Vì vậy bây giờ là trước mắt là dù thì hôm nay em về đây nhờ anh em hiệp sĩ một chiếc ghi hình. Dạ. Các anh em rất đồng cảm em, thấy em là một người đàn ông cũng rất giỏi. Nhưng mà mình phải chuẩn bị tâm lý nhé.
có thể là vợ đi và sẽ không bao trở về. Dạ. Cái đó em cũng chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng mà đêm về em nằm em không ngủ được, khó chịu lắm. Em phải hình dung là trước mắt ấy là đồng ý là ai cũng như vậy không, nhưng mà từ từ thời gian nó sẽ qua. Dạ. Em nhé, sau cơn mưa trở lại sáng. Vợ em trước khi mà rời xa em mà bỏ con ôm thêm một đứa bé đi thì chắc chắn là suy nghĩ rất nhiều, dần vặt đó trong lương tâm rất nhiều mà suy nghĩ thật kỹ rồi. Bởi vợ em nó không phải mười mấy hai mươi đâu, mà vợ em cũng ngoài 30 tuổi, sinh năm 1991 đúng không? Dạ. Năm nay cũng 32 tuổi, 33 tuổi rồi, 32 rồi. Nên cái sự suy nghĩ của vợ em có thể là cũng rất thấu đáo. Đặc biệt là vợ em ông cũng là một người buôn bán, dạ, tiếp xúc với cũng rất nhiều. Nhưng mà cái này em nói thiệt chứ là vợ em nó cái suy nghĩ của nó nông cạn lắm. Tất cả các mọi vấn đề xảy ra là nó không chịu suy xét kỹ, nó muốn nói gì nói, là suy nghĩ như thế nào là nó liền em đó. Chứ nó không có sợ làm tổn thương ai hết. Nhiều khi nó nói mà em buồn em đau lắm luôn mà em vẫn bỏ qua, em không nói tới. Kiểu như em bị tích tụ lâu lâu cái tối về nằm ôm ấp em kiểu cũng tâm sự thôi. Nhưng mà tâm sự hồi là đâm ra là không có chung tiếng nói, không hợp ý nữa. Thì nhiều lần đó nó nghĩ là tổn thương đó. Trước đây em quen vợ lâu mới cưới? Dạ quen 1 năm. Thời gian cũng rất ổn ha. Dạ. Không phải là quá ít mà cũng không quá nhiều. Nhưng mà 1 năm thì chắc chắn là cũng hiểu về nhau nhiều. Còn thời để mà hiểu hết thì cũng rất khó. Nếu mà tính ra xích mích chỉ có thời gian gần 2-3 năm nay thôi. Mâu thuẫn xảy ra 2-3 năm nay thôi. Kiểu như tình cảm đi ở lâu quá rồi nó nhạt đi á. Căng thẳng nhiều. Bây giờ em đã tìm vợ những đâu rồi? Em tìm, bây giờ em nghĩ là vợ em vẫn còn ở trong khu Bình Dương này. Tại em đang nghi ngờ là vợ đang quanh quẩn khu Bình Dương. Dạ. Tại vì đi một xe với một bé như vậy á, thì không đi xa được. Đi xa thì có thể đi lên tới Sài Gòn, ở trên Sài Gòn nó cũng chỉ có một đứa bạn thôi. Em cũng lên đó em tìm rồi. Hôm bữa em đi hết 2 lần tìm rồi. Rồi bữa giờ em cũng quanh quẩn trong khu công nghiệp Mỹ Phước như đây đó này kia rồi, cũng quanh quẩn xem coi có thấy xe không. Tìm thì bây giờ thì anh nói thẳng với em tìm rất khó. Để mà một thân một mình em đi tìm thì ở cái đất nước rộng này, ở cái thành phố rộng lớn này tìm là vô cùng khó. Nhưng có điều là đôi khi anh đang nghi ngờ là vợ em có thể là quen biết với người đàn ông khác, là người ta hẹn hò nhau rồi đến giờ phút này về sống chung ở chung rồi đâu xuất hiện ngoài đường đâu mà em tìm được. Dạ, nếu mà như vậy thật á, nếu mà có như vậy á, mà tìm được rồi mà biết vợ em đi ở với người khác như vậy á, thì em cũng vẫn sẽ nói chuyện, vẫn phải cần muốn gặp. Mục đích chính em muốn gặp để nói chuyện cụ thể tại sao em bỏ anh. Dạ. Đúng không? Mà nếu không sống với nhau nữa thì mình phải nói chuyện nhau đầu đuôi. Yeah. Đúng không? Tránh tình trạng mà bỏ đi một cách bí ẩn này, đến giờ phút này em cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Yeah. Đúng không? Mà con của em này có thể là con của em chưa chắc đã muốn rời xa em đâu. Yeah, đúng không? Bé gái này hiện nay cũng chưa chắc đã muốn rời xa em, chẳng qua là đi theo mẹ vậy thôi. Nhưng mà chưa biết là đi theo mẹ để đi đâu, bởi bé chưa hiểu chuyện gì. Yeah. Đúng không? Em có điều nào em muốn tâm sự trên video này, hy vọng là vợ em xem được, vợ em suy nghĩ lại để vợ em quay trở về, hoặc vợ em sẽ liên hệ cho anh em hiểu chuyện Bình Dương. Yeah. Thì em cũng có nói là thôi vợ ơi, bây giờ á vợ chồng mình xu chung sống nhau cũng 4 năm trời rồi, hết tình cũng còn nghĩa. Nếu như mà em có lỡ làm lỗi cái gì á, đi ở với người khác á, thì thôi, cái thứ nhất muốn khuyên em á, thì có lỗi thì anh bỏ qua hết được, chỉ cần mà vợ chồng mình làm lại thôi cũng được, làm lại từ đầu hết. Tại con cái bây giờ nó cũng đã lớn hết rồi, nó em con bé nhỏ thì nó còn nhỏ quá, em mang nó đi như vậy sau này nó khổ còn là cái chắc rồi đó, kể cả thằng lớn cũng vậy, thằng lúa anh bây giờ anh lao đao rồi, anh hết biết làm cái gì nữa rồi. Thì thôi bây giờ em có coi được cái clip này của các anh trong đội hiệp sĩ, anh Nguyễn Thanh Hải, của anh Nguyễn Thanh Hải á, thì em liên hệ cho anh, hoặc là em liên hệ theo số điện thoại của đội hiệp sĩ của Nguyễn Thanh Hải đến tìm em về. Mình với cái gì cái cũng phải có nói chuyện nhau rõ ràng chứ, không đâu phải muốn bỏ đi như vậy là đi. Còn nhà, còn cửa, còn con ở nhà nữa kìa, con em, con lúa nó nói nhớ em lắm luôn á, mà nhắn tin cho em không có được. Anh bây giờ bất lực rồi, bữa giờ ngày nào cũng đi tìm em chứ. Em đến giờ phút này thực sự là em còn thương vợ không? Dạ thương lắm rồi. Rất thương hả? Có tại đôi khi cái tình thương của em sống chung với nhau nhiều dài quá rồi, mình thể hiện cái tình thương của mình không có đúng á, nó không hiểu tới.
mình em bây giờ chỉ là dung nhán thôi chứ đâu còn kiểu như yêu đương hồi xưa nữa. Thực sự là rất buồn. Trong thời gian vừa qua phải nói rất nhiều các chị em không hiểu lý do nào đó mà bỏ chồng, bỏ con, mà bỏ rời xa gia đình rồi đi luôn. Có nhiều chị em này đặc biệt là ôm rất nhiều tài sản tiền đi sống với người khác. À, đây cái câu chuyện này thì cũng tiếp theo. Chưa biết là hiện nay em gái này đang đi vì lý do gì. Nhưng nếu vì lý do gì đó mà không sống được với nhau thì em cũng phải liên hệ cho anh em ở phía Bình Dương để các anh em có hướng để không có tìm em nữa. Đúng không? Tránh tình trạng mất công mất sức, để chồng em cũng đã biết câu chuyện này. Nếu mình không muốn ở với chồng nữa, mình hết tình cảm rồi thì mình phải về nói chuyện với chồng để nói chuyện ba mặt một lời, để cho chồng hiểu và gia đình hiểu, để chồng trong những ngày tháng vừa qua phải đi tìm em trong sự vô vọng. Hôm nay về đây để nhờ anh em hiểu chứ mình chưa ghi hình để đăng tin để tìm em. Hy vọng là em gái hãy sáng suốt để lựa chọn và hãy liên hệ cho anh em hiểu chứ mình chưa. Em còn muốn chia sẻ điều gì nữa không em? Dạ, bây giờ em chỉ muốn tìm hai mẹ con về thôi. Hôm nay em về đây nhờ anh em Sĩ Bình Dương ghi hình, em có đồng ý cho các anh em đăng tải tất cả các câu chuyện của em lên mạng xã hội để tìm vợ và tìm con không? Dạ, em đồng ý. Đồng ý ha. Cuối cuộc trò chuyện này anh xin phép được thay mặt các anh em Hiệp Sĩ Bình Dương, anh chúc em cùng với gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Dạ. Hy vọng trong thời gian tới thì anh em Hiệp Sĩ Bình Dương sẽ tìm được thông tin chính thức vợ và con em đâu, giúp vợ và con em quay trở về cùng gia đình em nhé. Dạ, kính thưa cô chú anh chị các bạn, nếu ai phát hiện là thông tin một em gái và hiện nay một bé gái lưu hình như trên thì liên hệ giúp anh em đội Hiệp Sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913 78 58 58. Anh em sẽ tìm cách để khuyên hai mẹ con quay trở về đoàn tụ cùng gia đình. Đây là cái câu chuyện thực sự là rất đáng tiếc. Trong thời gian vừa qua rất nhiều chị em gái đã bỏ chồng bỏ con để đi theo những người đàn ông khác, hoặc vì lý do nào đó mà đã bỏ gia đình để đi. Đến giờ phút này anh em Hiệp Sĩ Bình Dương đã tìm được khoảng hàng trăm ngàn các trường hợp các em gái bỏ chồng bỏ con như thế này. Đây câu chuyện tiếp theo. Cuối cuộc trò chuyện này cho phép công trần xin thay mặt các em Hiệp Sĩ Bình Dương xin kết thúc cuộc trò chuyện ở đây. Dạ, xin hẹn gặp lại các cô chú chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.